Xin chào các chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một cuốn sách Thông thư của Trung Quốc. Cuốn này nó sản xuất khá lâu rồi. Với khuôn khổ 500 trang nó cho ta khoảng 150 bài về các cái nội dung. Tôi giới thiệu sơ qua về các cái nội dung ở trong cuốn sách này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Cuốn này nó đã dịch ra song ngữ rồi, tức là cả tiếng Trung và tiếng Việt. Đây là cái phần mục lục của nó này. Bài thứ nhất là Niên Tầm Nguyệt, cái này gọi là Ngũ Hổ Độn, và Nhật Tầm Thời là Ngũ Thứ Độn. Đấy. Trên đây nó là Ngũ Hổ Độn, dưới là Ngũ Thứ Độn. Và tiếp đến là cái bài tính về ngũ hành nạp âm của 60 hoa giáp. Đây là các cái phần mục lục của nó. Nó có 150 bài để cho chúng ta xem. Tức là cái nội dung của nó, nó bao gồm cái nội dung về xem ngày, ngày tốt, ngày xấu, và xem cái tuổi vợ chồng khắc hợp theo can chi, theo ngũ hành và theo cung mệnh, và theo con nhà các ông vua nào đó quản, tức là Hắc Đế, Thanh Đế hay Bạch Đế đó. Với khuôn khổ 500 trang là nó cho ta rất nhiều các cái kiến thức về thuật trạch cát, tức là xem ngày lành tháng tốt, rồi xem cái tuổi dựng vợ gả chồng. Tôi giới thiệu sơ qua về cái cuốn này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.